Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 10, chuyên đề tin học ứng dụng. Chúng ta sang bài số 2 của chuyên đề 1, trình bày văn bản với định dạng ảnh nâng cao. Bài học này chúng ta sẽ học về các cái công cụ định dạng ảnh nâng cao trong cái phần mềm soạn thảo văn bản. Đồng thời chúng ta sẽ thiết kế các cái trang nội dung của cẩm nang du lịch với các cái ảnh minh họa nha. Nội dung bài học gồm có hai phần. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, định dạng ảnh nâng cao. Phần này chúng ta sẽ học cách định dạng ảnh trong cái phần mềm soạn thảo văn bản. Định dạng ảnh nâng cao thì sẽ gồm có là điều chỉnh kích thước của ảnh, điều chỉnh màu sắc, độ sáng của ảnh, tạo các cái hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh, tạo khung viền cho ảnh, vân vân. Những cái đó gọi là định dạng ảnh nâng cao nha. Phần A, chỉnh sửa kích thước ảnh. Phần này chúng ta sẽ học các cái lệnh để điều chỉnh kích thước của ảnh nha. Đây là cái nhóm lệnh dùng để điều chỉnh kích thước của ảnh, bao gồm hai cái khung này. Đây là khung để điều chỉnh kích thước chiều cao, khung này để điều chỉnh kích thước chiều rộng. Chúng ta có thể nhập trực tiếp kích thước của bức ảnh vào trong hai cái khung này. Lệnh crop dùng để cắt xén ảnh. Crop to shape là cắt xén ảnh theo một cái hình dạng nhất định. Aspect ratio, lệnh này dùng để cắt xén ảnh theo cái tỷ lệ khung hình. Lệnh fill dùng để cắt xén ảnh để mà lấp đầy một cái khung hình, và lệnh fit dùng để cắt xén ảnh để cho vừa một cái khung hình. Bây giờ chúng ta sẽ thử một số các cái lệnh này nha. Lệnh cắt xén ảnh crop. Giả sử bức ảnh của chúng ta là như thế này, bây giờ chúng ta sẽ cắt cái bức ảnh này để lấy một góc của bức ảnh thôi. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh crop và chúng ta sẽ cắt một cái góc ở phía trên bên phải của cái bức ảnh, góc này ha. Thì kết quả chúng ta sẽ có được một góc của bức ảnh như thế này. Đây là một cái ví dụ của cái lệnh cắt xén ảnh, lệnh crop. Lệnh cắt xén ảnh theo hình dạng crop to shape. Bức ảnh của chúng ta như thế này và bây giờ chúng ta sẽ cắt theo cái hình dạng nha. Ví dụ chúng ta cắt theo hình tròn, chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Chúng ta sẽ cắt theo hình trái tim, chúng ta sẽ có cái hình mới như thế này. Đây là ví dụ của cái lệnh cắt xén ảnh theo hình dạng. Lệnh cắt xén ảnh theo tỷ lệ khung hình, aspect ratio. Bức ảnh của chúng ta là đây. Giả sử chúng ta có cái khung hình với tỷ lệ là 3 năm, chúng ta sẽ cắt cái bức ảnh của chúng ta như thế này. Đây là tỷ lệ 3 năm nha. Chiều ngang là 3 và chiều dọc là 5. Hay là tỷ lệ khung hình của chúng ta là 16:9 thì chúng ta sẽ cắt bức ảnh của chúng ta như thế này. Đây, ở đây là tỷ lệ 16:9, chiều ngang là 16 và chiều dọc là 9. Đây ha. Chúng ta cắt như thế này, người ta gọi là cắt xén ảnh theo tỷ lệ khung hình. Hay là lệnh cắt xén ảnh để vừa một khung hình, lệnh fill. Bức ảnh của chúng ta là như thế này và khung hình của chúng ta là đây. Khung hình của chúng ta không theo một cái kích thước cố định nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái bức ảnh để cho nó vừa cái khung hình này. Thì chúng ta sẽ cắt như thế này. Đây. Cắt làm sao mà khi đặt vào nó vừa vặn với cái khung hình như thế này. Thì đây là cái lệnh fill, cắt xén ảnh để vừa một khung hình. Đây là một số các cái lệnh dùng để chỉnh sửa kích thước ảnh. Tiếp tục chúng ta sang phần B, áp dụng mẫu định dạng cho ảnh. Phần mềm soạn thảo văn bản nó sẽ có sẵn nhiều cái mẫu định dạng ảnh được thiết kế sẵn. Đây ha, chúng ta có thể sử dụng các cái mẫu này cho cái bức ảnh của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái nhóm lệnh Picture Border để thiết lập cái khung viền cho ảnh. Sử dụng nhóm lệnh Picture Effects để mà thiết lập các cái hiệu ứng cho ảnh. Cũng như là nhóm lệnh Picture Layout để mà thiết lập cái bố cục cho ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ thử các cái nhóm lệnh này nha. Các cái mẫu định dạng ảnh được thiết kế sẵn trong phần mềm soạn thảo văn bản thì nó có rất là nhiều các cái mẫu có sẵn nha. Chúng ta chỉ lấy một vài ví dụ ha. Ví dụ như mẫu này, hay là mẫu này, mẫu này. Đây là các cái mẫu định dạng ảnh được thiết kế sẵn trong phần mềm soạn thảo văn bản. Chúng ta chọn các cái mẫu này thì bức ảnh của chúng ta sẽ được định dạng theo như các cái mẫu này ha. Thiết lập khung viền hiệu ứng và bố cục cho ảnh. Đây là chúng ta thiết lập khung viền, giả sử chúng ta chọn cái khung và chọn màu cho khung. Còn đây là cái hiệu ứng của bức ảnh, đây là một cái ví dụ về hiệu ứng 3D. Hay
hay là bố cục cho bức ảnh. Giả sử bức ảnh này nó có bố cục là đi kèm theo với các cái dòng văn bản mô tả, thì bức ảnh nó sẽ nằm ở vị trí này và đây là khu vực để chúng ta nhập vào các cái dòng mô tả. Đây là một cái ví dụ về bố cục cho bức ảnh. Phần C là điều chỉnh màu sắc hiệu ứng của ảnh. Đây là các cái nhóm lệnh dùng để điều chỉnh màu sắc và hiệu ứng của ảnh. Trong đó có lệnh remove background dùng để xóa nền của ảnh. Lệnh correction dùng để điều chỉnh cái độ sáng và độ tương phản của bức ảnh. Color là nhóm lệnh điều chỉnh màu sắc của ảnh. Artistic effects là nhóm lệnh tạo hiệu ứng nghệ thuật. Hay là transparency là làm ảnh trong suốt. Chúng ta sẽ thử một số các cái nhóm lệnh này nha. Xóa nền của ảnh. Giả sử bức ảnh của chúng ta là đây, nhân vật trung tâm của bức ảnh là một chú chó ha, và cái cảnh vật xung quanh là nền. Chúng ta xóa nền, tức là chúng ta sẽ xóa cái khu vực xung quanh, khu vực được tô màu hồng đấy ha. Như vậy bức ảnh của chúng ta sẽ chỉ còn lại cái nhân vật trung tâm là chú chó đây thôi. Thì đây là một cái ví dụ về xóa nền của ảnh. Điều chỉnh độ sáng. Bức ảnh của chúng ta là đây. Sau khi mà điều chỉnh cái độ sáng của bức ảnh, chúng ta sẽ có được những cái bức ảnh nó có độ sáng tốt hơn và nó rõ nét hơn rất là nhiều ha. Đây, những bức ảnh sau khi đã được điều chỉnh độ sáng, chúng ta thấy là nó sáng hơn và rõ nét hơn. Điều chỉnh màu sắc. Chúng ta có thể điều chỉnh màu sắc của bức ảnh để cho ra những bức ảnh với các cái màu sắc khác nhau. Ví dụ, chúng ta cho ra một cái bức ảnh xám từ cái bức ảnh gốc đấy ha. Đây là một cái ví dụ về điều chỉnh màu sắc. Tạo hiệu ứng nghệ thuật. Chúng ta có thể sử dụng cái nhóm lệnh Artistic Effect để mà tạo cái hiệu ứng nghệ thuật cho bức ảnh. Ví dụ, chúng ta tạo cái hiệu ứng làm mờ cho cái bức ảnh này. Đây là một cái ví dụ về hiệu ứng nghệ thuật ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử các cái định dạng ảnh nâng cao trên cái phần mềm soạn thảo văn bản Word nha. Để thực hiện cắt bức ảnh, trước hết thì chúng ta sẽ nháy chuột vào cái bức ảnh. Chúng ta thấy hiển thị cái nhóm lệnh Picture Format, chúng ta vào cái nhóm lệnh này. Sau đó sử dụng cái lệnh Crop nha, để cắt cái bức ảnh này. Chúng ta cần cắt một cái góc trên bên phải của bức ảnh, do đó chúng ta điều chỉnh cái khung hình để lấy cái góc trên bên phải của bức ảnh thôi. Đây ha. Rồi, sau khi điều chỉnh xong, chúng ta sẽ nháy chọn lần nữa vào cái lệnh crop. Như vậy là chúng ta đã có được một góc của bức ảnh sau khi sử dụng cái lệnh crop để mà cắt xén cái bức ảnh ha. Tiếp tục chúng ta sẽ thử với cái lệnh cắt theo hình dạng nha. Chúng ta có hai cái bức ảnh. Bức ảnh này chúng ta sẽ cắt theo cái hình dạng là hình tròn ha. Còn bức ảnh này chúng ta sẽ cắt theo cái hình dạng là hình trái tim. Rồi. Đây là bức ảnh cắt theo cái tỷ lệ là 3 năm nha. Còn đây là bức ảnh cắt theo tỷ lệ 16:9. Còn đây là cách sử dụng các cái mẫu định dạng có sẵn cho ảnh. Chúng ta vào Picture Format, các cái mẫu định dạng nó có sẵn đây ha. Chúng ta có thể chọn các cái mẫu trên này. Đây. Rất là nhiều mẫu ha. Chúng ta có thể sử dụng cái nhóm lệnh Picture Border để mà tạo khung viền cho bức ảnh. Khung viền ở đây đang là màu trắng, chúng ta đổi sang màu xanh ha. Hoặc là Picture Effect để mà tạo hiệu ứng cho bức ảnh. Giả sử hiệu ứng 3D nó nằm ở đây. Đây là các cái hiệu ứng ha.
Chúng ta cũng có thể sử dụng nhóm lệnh Picture Layout để mà tạo bố cục cho bức ảnh. Đây là các cái bố cục ha. Đây, bố cục cho bức ảnh. Để điều chỉnh độ sáng, chúng ta sẽ dùng nhóm lệnh Correction đây ha. Đây là chúng ta chọn các cái độ sáng khác nhau. Màu sắc thì chúng ta chọn Color. Đây. Còn các hiệu ứng nghệ thuật nó nằm ở trong cái nhóm lệnh này. Để xóa nền của ảnh thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh Remove Background trong cái nhóm lệnh Picture Format ha. Chúng ta có thể điều chỉnh cái khu vực nền cần xóa nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một bức ảnh đã được xóa nền. Bài tập của phần 1, ngoài cách nhập vào số đo chiều rộng, chiều cao của ảnh, có cách nào khác để chỉnh sửa kích thước của ảnh không? Hãy mô tả cách thực hiện đó. Chúng ta có thể điều chỉnh kích thước của ảnh bằng cách sử dụng chuột nha. Tức là ở đây chúng ta sẽ nháy chuột vào bức ảnh để có các cái dấu chấm tròn màu trắng nó xuất hiện xung quanh cái bức ảnh. Chúng ta sẽ đưa chuột đến cái vị trí dấu chấm tròn. Chuột nó sẽ đổi thành hình mũi tên. Cứ như thế chúng ta thực hiện kéo thả ha. Thì đây là cách chúng ta điều chỉnh kích thước của bức ảnh. Chúng ta sang nội dung thứ hai của bài học, vị trí bố cục của ảnh trong văn bản. Trường hợp A, vị trí bố cục giữa ảnh và đoạn văn bản, tức là trong cái trang văn bản của chúng ta sẽ gồm có ảnh và các cái dòng văn bản. Thế thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Đây là các cái kiểu sắp xếp hay là các cái kiểu trình bày? Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các cái kiểu trình bày này ha. Thứ nhất là inline with text, tức là cái hình ảnh và dòng văn bản nó sẽ cùng nằm trên một dòng nha. Đài hình ảnh và văn bản nó nằm trên một dòng, người ta gọi là inline with text. Trường hợp thứ hai là square, tức là các cái dòng văn bản nó sẽ bao xung quanh cái hình ảnh và nó bao xung quanh, nó chừa lại cái hình ảnh theo cái khung hình vuông như thế này. Trường hợp thứ ba là tight, tức là văn bản nó sẽ bao xung quanh cái hình ảnh và nó bao xung quanh hình ảnh theo cái dạng của cái hình ảnh. Đài. Trường hợp thứ tư là top and bottom, tức là cái văn bản nó sẽ nằm phía trên và phía dưới của cái hình ảnh. Trường hợp thứ năm là behind text, tức là cái hình ảnh nó nằm phía sau các cái dòng văn bản. Như vậy dòng văn bản nó sẽ che khuất đi cái hình ảnh ha. Và trường hợp thứ sáu là in front of text, tức là cái hình ảnh nó nằm phía trước các cái dòng văn bản. Như vậy nó sẽ che khuất một phần các cái dòng văn bản. Thì đây là một số các cái ví dụ về cách sắp xếp giữa ảnh và đoạn văn bản trong cái trang văn bản ha. Chúng ta thao tác thực tế trên cái phần mềm soạn thảo văn bản nha. Trường hợp B, vị trí bố cục giữa các ảnh trong văn bản. Giả sử cái trang văn bản của chúng ta có nhiều cái bức ảnh, thế thì làm sao chúng ta có thể sắp xếp các cái bức ảnh này? Có nhiều cách sắp xếp. Đây là một ví dụ.
Giả sử chúng ta có 4 bức ảnh, chúng ta sẽ chọn một bức ảnh làm ảnh nền. Bức ảnh số 1 ha. Bức ảnh nền chúng ta sẽ đặt ra phía sau. Và ba cái bức ảnh còn lại, ảnh số 2, số 3 và số 4 chúng ta sẽ đưa ra lớp trước hay là đưa ra phía trước. Ví dụ đây ha, đây là cái bức ảnh nền chúng ta đặt ở lớp sau. Chúng ta đặt ba cái ảnh còn lại lên phía trước hay là lên lớp trước. Đây. Và các cái lệnh để đưa các cái bức ảnh này lên lớp trên hay là xuống lớp dưới, ở chúng ta có các cái lệnh này ha. Bring forward là đưa ảnh đang chọn lên một lớp trên. Bring to front tức là đưa ảnh đang chọn lên lớp trên cùng, tức là nó có nhiều lớp, ở chúng ta đưa lên lớp trên cùng thì chúng ta chọn bring to front. Bring in front of text tức là đưa ảnh đang chọn lên trên trang văn bản. Nếu trong trường hợp có văn bản chúng ta muốn đưa ảnh lên phía trên cái văn bản, tức là che khuất luôn cái văn bản, chúng ta chọn bring in front of text. Hoạt động của phần 2. Quan sát cách trình bày các ảnh trong văn bản hình 2.5 và văn bản hình 2.1. Đây là hình 2.5 và đây là hình 2.1. Câu A, mỗi văn bản có bao nhiêu ảnh? Cái hình 2.5 này thì nó có 4 bức ảnh nha, 1, 2, 3 và 4. Hình 2.1 nó cũng có 4 bức ảnh, 1, 2, 3 và 4 hết. Câu B, sự khác nhau về vị trí của các ảnh và văn bản trong hai trang văn bản này. Thì đối với hình 2.5 thì ảnh và văn bản nó nằm cùng một lớp. Đây, hình ảnh và văn bản nó nằm cùng một lớp nha. Còn đối với hình 2.1 thì có một ảnh ở lớp dưới và ba ảnh ở lớp trên. Đây, ảnh này ở lớp dưới và ba ảnh này ở lớp trên. Trong đó chúng ta có cái đoạn văn bản đây, nó nằm ở lớp trên của cái ảnh nền nha. Bài tập của phần 2. Câu 1. Chọn từ đúng để mô tả kiểu trình bày của các ảnh trong văn bản. Chúng ta có hai ảnh, ảnh 1, ảnh này ha, ảnh 2 là ảnh này. Ảnh 1, cái kiểu trình bày đó là kiểu thai nha, tức là cái văn bản nó sẽ bao xung quanh cái hình ảnh. Câu B, ảnh 2 này cái kiểu trình bày là kiểu square, tức là cái văn bản nó bao xung quanh cái ảnh nhưng mà bao theo cái dạng hình vuông nha. Đây, square. Câu 2, liệt kê các công cụ và mô tả cách thực hiện để định dạng được hai ảnh như hình 2.7. Đây, hình 2.7 đây. Chúng ta sẽ định dạng hai cái ảnh này như sau. Cái công cụ chúng ta dùng là chúng ta sẽ vào Picture Format và dùng cái công cụ Grab Test nha. Với ảnh 1 thì chúng ta chèn hình vào, sau đó chọn Picture Format trên thanh bảng chọn, sau đó vào cái mục Grab Test chọn Type, tiếp tục chúng ta di chuyển ảnh ra đúng cái vị trí cần di chuyển, tức là di chuyển ảnh ra cái vị trí giữa đây ha. Với ảnh 2 thì chúng ta chèn hình vào, sau đó chọn Picture Format trên thanh bảng chọn, sau đó vào Grab Test và chọn Square. Chúng ta sang phần tiếp theo của bài học, phần thực hành. Cái nhiệm vụ của phần thực hành, chúng ta sẽ soạn thảo các cái trang cho cái cuốn cẩm nang du lịch của chúng ta nha. Đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng các cái hình ảnh để minh họa trong các cái trang cẩm nang du lịch này. Thì với cái nhiệm vụ này, chúng ta sẽ có hai cái nhiệm vụ nhỏ. Nhiệm vụ 1 là chúng ta sẽ phát thảo ý tưởng, phân tích và chuẩn bị công cụ. Tức là chúng ta sẽ thiết kế ra các cái trang, nội dung của các cái trang này là gồm có là trang về vị trí địa lý, trang về văn hóa con người, trang về ẩm thực và trang về các cái điểm đến ha. Sau đó chúng ta sẽ lên internet và sưu tầm các cái bức ảnh cũng như là các cái nội dung mà chúng ta cần viết cho các cái trang cẩm nang này. Tiếp tục nhiệm vụ 2 là chúng ta sẽ thực hiện cái ý tưởng mà chúng ta đã phát thảo ra. Cái ý tưởng của chúng ta sẽ như thế này. Đây ha. Đây là một cái ví dụ về cái trang giới thiệu các cái điểm đến của Mù Cang Chải. Chúng ta sẽ chèn các cái hình ảnh, sắp xếp các cái hình ảnh theo cái bố cục như thế này. Trong đó có một cái dòng văn bản để mà giới thiệu các cái điểm đến đấy ha. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị các cái bức ảnh cho cái trang này. Đây là trang giới thiệu các cái điểm đến của Mù Cang Chải. Chúng ta sẽ dùng tổng cộng là 4 bức ảnh nha. Trong đó ở bước này chúng ta sẽ làm cái hình nền.
Ba bước này chúng ta sẽ đặt lên phía trên của hình nền. Chúng ta sẽ thực hiện điều chỉnh kích thước của ba bức ảnh này. Chúng ta chọn cái khung hình là 4:5. Chúng ta chọn khung hình này đồng nhất cho ba bức ảnh luôn nha. Như vậy là chúng ta đã có được 4 bức ảnh với 3 bức ảnh có kích thước giống nhau. Chúng ta sẽ đặt lên trên và một bức ảnh chúng ta dùng làm ảnh nền. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chèn một cái khung cho cái trang này. Khung này là khung nền nha. Chúng ta sẽ dùng cái bức tranh để làm cái khung này. Chúng ta sẽ vào Shape Fill, chọn Picture. Chúng ta sẽ chèn cái bức ảnh mà chúng ta chọn làm cái nền, bức ảnh này. Chúng ta xóa cái viền đi nha. Tiếp tục chúng ta sẽ chèn ba cái khung cái khung đầu tiên chúng ta sẽ có cái hình dạng như thế này. Chúng ta sao chép cái khung này ra thành ba cái khung nữa nha. Tiếp tục chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước của ba cái khung cho nó đều nhau ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng ba cái bức ảnh ban nãy để mà đưa vào ba cái khung này nha. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái viền cho ba cái khung này. Chúng ta chọn cái viền màu trắng nha. Và thay đổi cái kích thước của cái khung viền. Tiếp theo chúng ta sẽ chèn vào một cái khung văn bản để điền vào cái dòng chữ cho cái trang này nha.
chúng ta thực hiện định dạng cho cái dòng văn bản này. Chúng ta chọn cái phông chữ và tiếp tục là cỡ chữ. Chúng ta căng lề giữa ha. Di chuyển cái dòng văn bản đến cái vị trí thích hợp. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện xóa cái nền cho cái dòng văn bản này, xóa luôn cái đường viền. Tiếp tục chúng ta vào view, chúng ta thu nhỏ cái trang giấy lại để xem cho được toàn bộ trang giấy ha. Chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước của các cái bức ảnh để cho nó cân đối nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong một cái trang cẩm nang du lịch. Trang này là trang về các cái điểm đến của Mù Cang Chải ha. Chúng ta sang phần luyện tập. Yêu cầu của phần luyện tập: sưu tầm tìm kiếm thêm các mẫu trình bày văn bản có ảnh minh họa từ internet hoặc từ các cái cuốn họa báo tạp chí để có ý tưởng và thực hiện trình bày các cái trang giới thiệu cảnh đẹp trong cẩm nang du lịch của nhóm. Phần thực hành, chúng ta đã thiết kế xong một cái trang cho cẩm nang du lịch, đó là trang về các cái điểm đến. Chúng ta sẽ thiết kế thêm ba cái trang nữa, một trang là về vị trí địa lý, một trang về văn hóa con người và một trang về ẩm thực. Các cái trang này chúng ta sẽ chèn hình ảnh minh họa vào nha. Và cái cách trình bày chúng ta sẽ làm tương tự như thế này ha. Đây là ba cái mẫu trình bày chúng ta sẽ dùng cho ba cái trang của cẩm nang du lịch của chúng ta ha. Phần vận dụng, tiếp tục thực hiện các cái trang giới thiệu về địa lý, văn hóa con người, ẩm thực của địa điểm du lịch của nhóm. Như vậy là phần vận dụng này chúng ta sẽ thực hiện ba cái trang giới thiệu về địa lý, văn hóa con người và ẩm thực của cái điểm du lịch Mù Cang Chải theo cái mẫu trình bày mà chúng ta đã giới thiệu ở phần luyện tập nha. Đây là trang về vị trí địa lý nha. Đây là trang về văn hóa con người.
Còn đây là trang về ẩm thực. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả nội dung của bài học số 2 của chuyên đề 1. Sau bài học này, chúng ta đã biết được cách sử dụng các cái công cụ để định dạng ánh nâng cao. Qua đó, chúng ta cũng đã thiết kế ra các cái trang nội dung của cái cẩm nang du lịch, bao gồm trang về vị trí địa lý, về văn hóa con người, về ẩm thực và về các cái điểm đến của một cái địa danh là Mù Cang Chải. Chúng ta kết thúc bài học tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.